Trung tâm thành phố đó. Dạ, trung tâm thành phố á. Đây chắc có lẽ là một trong những cái thước phim mà bất ngờ nhất cho cô bác quý anh chị. Hứa với con mà không được hoàn thành, dạ, mình làm cha, dạ, thà đậu chức như vậy nè, cho con nó bất ngờ nữa. Ơi, à, cái cảm giác của ông ba với ông Tư hôm nay về Cà Mau như thế nào rồi? Quá mừng. Quá mừng, quá vui luôn. Quá vui luôn. Ủa mà sao về quê bạn mà ông ba vui hơn ông Tư nữa? Đâu quá không có mà đi Cà Mau chơi đó. Không có đi xa đúng không? Ờ, không có đi xa đó, chuyến này đi cho biết. Dạ. Rồi anh ra ngủ không được đó trong trời mau sáng. Dạ, thấy 12 giờ nó dài hơn 12 giờ đúng không? Ờ. Dạ. Trong mau sáng mà. Ờ, trong mau sáng không ngủ được. Không ngủ được, hoàng nó không sáng. Ờ, là ông Tư cũng không cố tình là cho chị Hường hay luôn hả? Không. Cố tình là không cho hay luôn. Ok, xuống đột sức thì cho con nó biết vậy thôi à. Đột sức thì con cái đâu có chuẩn bị món gì đâu. Ủa, cũng từ từ nó cũng phải lo chứ. Không lẽ bữa cơm nghèo, bữa cơm giàu không có, cũng bữa cơm nghèo chứ. Dạ. Bây giờ chút mình đi gần tới mình cho hay là mình tới chỗ luôn. Để tới chỗ cho hay. Tại vì sợ chị Hường đi làm á, để con hỏi coi chị Hường hôm nay có đi làm không á. Đi lọc tôm á. Cũng còn cuộc sống của chị. Thành ra cái đó là đúng rồi, cho tấm mượn hai chiếc đi. Anh Hưng thì cũng đang sửa chữa cái làm cái nhà vệ sinh lại. Ông Tư với ông ba nay nhìn đẹp trai rồi, gan trai tân 18 vậy. Trời. Nên đồ mới hết rồi. Bữa nay quá trẻ hả? Dạ quá trẻ rồi. Hết già rồi. Nghe được không? Ủa chị nay đang ở đâu rồi? Chị đang đi làm. Ờ chiều nay có xin nghỉ được không? À chị không xuống hả? Được em. Dạ chiều nay chuẩn bị mồi ngon ngon được không chị? Em làm sĩ. Em làm mấy? Hả? Em chuẩn bị mồi ngon ngon em làm sĩ được không? Được. Chị đang có mấy giờ anh xuống? À, chiều nay em đang trên đường đi xuống nhà chị nè, rủ anh Sầm Hưng ra chơi nha. Cả 10 giờ 11 giờ vậy hả? À cho khoảng 4 người ăn đi, em có bạn em nữa. 4 người đúng không? À mà cái em, tại vì bạn em nó mới trồng gân lại nên gân bị yếu, chị lựa món nào nó mềm mềm nha. Rồi. Dạ. Dạ. Rồi rồi. Rồi ok chị ha. Rồi rồi. Dạ. Ủa sao không nói gân của bạn của em yếu mà phải mua giò heo rồi ha, sự rồi á. Ăn giò heo nếu mà hầm rượu là cũng được. Ngẫm được. Tôi nói là câu là ra duyên ba về với con. Ra duyên luôn, đúng là ra duyên. Ra duyên rồi nè. Ta nói mùa xuân thì nó thường mang lại một cái niềm vui hay ông Tư ha? Đúng rồi. Dạ, ông Tư nói vậy, giờ cái đó là bó tay rồi. Dạ rồi, hết giảm rồi. Dạ. Hai ông ba với ông Tư nghĩ đôi khi là hai ông họp lại rồi Tết rồi không có nhà cửa đón Tết con cái đâu mấy năm trước á, có buồn không? Cũng hơi buồn nhưng mà giàu buồn đó cũng là vậy thôi, và vui thì đó cũng vậy thôi. Cũng qua một cái Tết hả ông Tân? Cũng cái Tết chứ, mà hoàn cảnh của mình giờ thiếu con hay thiếu cháu thì cái đó là mình phải chịu vậy thôi chứ sao giờ. Dạ. Thế giờ nếu không giờ mình muốn không có con có cháu đây, rồi. Đây đằng kia mới quẹo. Nhưng mà có Tết vừa rồi là như chị Hường với là con cái đồ lên thăm vui ha ông Tư? Vui. Dạ, đem gì lên dạ? Chị Hường đem gì lên á? Đem cá kèo, tôm, cua. Dạ, cá kèo tôm cua luôn. Ôi dữ ngon trời. Đây chắc có lẽ là một trong những cái thước phim mà bất ngờ nhất cho cô bác quý anh chị mà xem cái đoạn clip mà từ lúc mà gặp ông Tư cho đến cái thời điểm này.
Không ngờ là rằng là tự nhiên hai anh em đi qua một cái trường hợp của sư cô. Thì sau đó ghé ông Tư, gặp ông Tư với ông ba, là ông Tư ông ba nói mai dài luôn. Thật ra là tụi con là những người quay phim cũng bất ngờ, ông Tư là muốn tạo bất ngờ cho tụi con với mọi người hay sao ông Tư? Cũng bất ngờ cho chú và bất ngờ cho con của tôi với bè bạn ở quê hương của con tôi giờ. Dạ, trước đó thì con cũng đã rất là trông chờ ông vào với con cái của mình vào những cái ngày cận Tết để cho con một cái Tết nó sum vầy. Thì không ngờ rằng là ông Tư lại thay đổi một cái ý định và ông Tư cũng chưa hẹn ngày về. Ông Tư nói là sẽ về một trong những cái ngày mà cho con mình nó bất ngờ nhất. Mà cái bất ngờ nhất là ga duyên như thế này nè. Thì chắc là chị Hường là bất ngờ thiệt luôn á ông Tư. Bất ngờ. Nếu không mà ông xuống bất ngờ thì con của ông mà gặp ông mà không ông khóc có sợ. Dạ nhưng mà nghĩ tại chứ sao thông báo trước á thì là con nó lo lắng dữ lắm. Dạ. Khóc luôn hả ông Tư? Khóc. Nhưng mà con không hiểu tại sao ông Tư lại có một bất ngờ, nó bất ngờ trên cả bất ngờ vậy. Tại vì cũng thưa con mà hứa với con mà không được hoàn thành. Dạ. Mình làm cha. Dạ. Thà độc chức như vậy nè cho con nó bất ngờ nữa. Dạ. Vậy đó là cha con mới là hân hạnh. Dạ. Vậy là cho con mình nó bất ngờ, nó niềm vui nó còn nhân lên đôi gấp bội đúng không Tân? Đúng rồi. Dạ. Nó cũng đâu có tin tưởng đâu rằng cha về thăm nó đâu. Chị Hường vẫn thường hay chia sẻ rằng á là cưng làm sao mà ủa chị mong sao á mà ba của chị mà cố gắng thay đổi ý định về một lần cho biết thôi cũng được nữa. Mà không ngờ là nó cái đúng là cái chuyện gì tính trước bước không qua hay ông Tư ha? Đúng rồi. Dạ. Đừng không mình nghèo mà muốn làm giàu đâu phải dễ. Dạ. Mà đừng không mình giàu muốn nghèo cũng đâu phải dễ. Dạ. Đó. Còn cái chuyện mà mình để bất ngờ chơi vui con cái bè bạn thì mình đi bất ngờ vậy đó là bè bạn mới kính trọng. Dạ. Đó. Chứ mình hẹn trước cái này đó thì bạn bè mất công lo lắng rồi chờ đợi nữa. Dạ. Cái cảm xúc của ông ba bây giờ là người đồng hành với ông Tư mà hai cái hoàn cảnh cũng tương tự như nhau nhưng mà ông Tư lại hôm nay lại được đoàn viên với gia đình thì ông ba cảm nhận như thế nào? Dạ, cũng ba ấy là cũng mình nằm xuống đây độc thức đó. Dạ. Anh cũng đồng chung cái ngộ rồi hồi nào giờ không có biết cà mau như thế nào lắm thì hai anh em đồng hành đi cũng chưa biết. Dạ. Ý cho hai cảm mừng mình xuống độc thức bất ngờ đó. Dạ. Đó mới là ông ba. Dạ. Cho cảm mừng đó cũng như mẹ không cho cảm mừng hay trước mình kiếm một cách cho nó hay hơn. Mà ông ba biết có cái đặc sản nào của Cà Mau không? Chưa đi Cà Mau luôn hả? Chưa đi Cà Mau lần nào chưa. Ông ba là năm nay nhiêu rồi ta? 67 rồi. 67 mà chưa đi Cà Mau lần nào luôn? 67 tuổi chưa đi Cà Mau, mới đi lần đầu tiên nè. Ồ, lần đầu tiên đặt chân đến Cà Mau luôn. Trời ơi. Này nữa. Bởi chuyện bất ngờ đó mà. Càng bất ngờ nữa. Và hai anh biết quyết định đi đó, hôm hôm ngủ được đâu. Mừng quá mừng, trong trời mau sáng. Dạ. Định đi cho biết. Dạ. Vậy là vui quá trời luôn. Vui quá. Về sao đi Cà Mau 2 ngày về ở dưới là xong đầy ấp những cái chai nhựa để lụm bán đèn gấp đôi luôn. Cũng tiếp tục đi ngày cũ nữa. Tiếp tục ngày cũ nữa. Nhưng mà con thấy ông ba với ông Tư là có uống rượu thì uống có nhiều không? Ít lắm, hai anh em cùng nửa lít dữ lắm rồi. Dạ. Nửa lít là một ngày hả? Hay là sáng uống cỡ, chiều uống cỡ? Một ngày á. Một ngày hả? Hai anh em từng nửa lít xỉn rồi.
À, thôi ông ba với ông Tư uống cũng giữ gìn sức khỏe, tại vì có mình ở nè. Dạ. Sống ở dưới sông mưa gió nữa. Dạ. Thành nữ thôi uống cho nó dễ ngủ thôi. Dạ. Chứ đừng có xỉn quá ông ba ông Tư. Dạ. Tại vì không có con cái gần kế bên, rồi có trái gió trở trời không biết tính sao nữa. Dạ. Tuổi lớn rồi. Dạ. Mà không bữa nay chú biết là chú về dưới chú phải xỉn rồi. Dạ xỉn rồi. chứ không có mà không uống nhiều nghe, uống ít thôi mà biết là phải xỉn rồi đó. Dạ. Rồi xỉn vậy rồi uống bia hay uống rượu? Rượu trắng à. Không uống bia hả? Không. Không quen hay là ngày xưa giờ không có tiền để mà uống bia? Không quen. Không quen hả ông Tân? Bia là uống chừng 2 lon á, là bia chai thì 2 chai vậy là xỉn, còn hơn uống mà ra nửa lít rượu nữa. Ồ, mà con biết được rằng là những người mà đi cam đa số khoảng một á là bị bỏ mạng ở chiến trường nè. Hai á là đi về là có dấu hiệu là tâm thần. Thì tâm thần đó là về mặt tâm linh hay là sao ông Tư? Có nghĩa là có những người mà yêu con gái Campuchia rồi bỏ, rồi hoặc là ăn cắp một số tượng Phật trong chùa, rồi đồ cổ trong chùa đó, thì cái đó là con hiểu nó có thiệt không ông Tân? Đó là cái tội mình nặng lắm. Đó là quen gái bên nước cao đó, là trong quân đội là một là tử hình, hai là cho về ở tù là không về ra đó. Quen gái nước Cam hả? Ờ. Dạ. Nó cũng là khi là mới qua rồi cũng bị không quen thời tiết đó, rồi cái cũng là bệnh chết chứ chưa có ra được chiến trận nữa. Sốt ghét đúng không Tân? Ờ. Ta nói là đánh trận tử vong ít mà sốt ghét tử vong nhiều. Ờ. Bệnh sốt ghét, sốt ghét mùa. Ờ. Mà cái mùa này là bên vùng Campuchia là nhầm cái năm là nước kia dưới suối mà còn đặc đó. Ồ, là có nghĩa là mấy con lăng quăng đâu, nước đặc luôn như cục nước đá vậy đó. Ờ, nó lạnh hả? Ừ, thời tiết lạnh đó. Dạ. Bởi vì là mình qua không quen là ưa bị sốt vậy đó. Dạ. Rồi thôi thì cũng chạy một đoạn nữa mấy ông cháu. Cái đoạn đường đi thì ghé ngang ngay tại Hoàng Lộ Phụng Hiệp á, thì Bùi Hồ với Đạt cũng như là ông Tư sẽ dùng một cái bữa ăn sáng. Ở đây có bán cháo lòng nữa nè, thì ông Tư sẽ dễ ăn hơn. Ở đây có bán gì chị? Cháo. Cháo gì ạ? Cháo lòng hả? Hình như có bún mắm đó hả gì ạ? À, thôi cho ông Tư cháo lòng. Ông Tư, ông Tư cháo lòng ông ba ăn gì? Ăn liền đi, ăn miếng đi, ăn cơm đi. Dạ. Cho một tô cháo, hai tô cháo lòng, một cơm. Rồi ông ba thì không có ăn rồi. Này cá lóc. Cá lóc này để ăn bún mắm. Bún mắm. Bán lâu chưa cô? Bán lâu rồi. Dạ. Ở đây là cái gì con? Bánh tét còn chiên cái nhà. À. Đây bán nhiêu tô? Ở đây bán bình dân lắm, 25 ngàn, 20 ngàn, thích ai tiêu nhiêu mình bán nhiêu thôi. Không có cái gì. Cháo lòng thôi. Cháo là để tiêm gan thịt chị thôi. À, để cho em lòng thôi nha. Ông ba. Này đẹp trai hơn Tư nữa. Con mời ông ba ha. Mời ông Tư. Ông ba không ăn sáng hả? Không, ta uống rồi. Uống hơi thôi. Uống được hơi quen rồi. Dạ. Uống hơi để cho tiết kiệm hay sao? Quen đánh cháo là uống được hơi quen rồi chú ơi. Còn ông Tư là ông Tư là có quen sáng không? Trời, thấy nói chiều á, lại sợ mấy chú đói rồi này nọ thôi chứ. Chịu gì hỏi ta. Chịu, mỗi khi nó chịu con không ăn nữa. Bữa nay hai bữa chưa ăn miếng cơm nữa đó. Cái gì ông Tư mập quá trời. Ừ. Mập còn da xương không ạ? Tư, hình như là con thấy ông có cái gì á. Hello.
Rồi mời em Tư. Tôi chấm nước mắm ha. Rồi. Ba thì uống cà phê sáng mà không có ăn sáng, ba uống cà phê quen rồi. Mừng cái muỗng. Cái này thiếu xì gù thơm tân ha. Đừng nhắc nữa chứ. Đừng nhắc nữa chứ. Tô này là 20.000, 25.000 mà rẻ. Ở này có bún không cô? Dạ cho con miếng bún. Ở Đồng Tháp thì thích ăn bún không Tân? Chén nước chấm không chị? Mà cô bác mình chị chén, dùng nó dùng được nhiêu dùng để thôi đói. Cháo này nó ngon á. Nay là mà ngang không được luôn. Không được luôn. Để gì với con nó đãi ăn mới đỡ. Dạ thôi mình đi ha ông Tư ha. Hồi nãy ông Tư nghe điện thoại anh Hưng nói sao ông Tư? Nói cha có đi xuống không? Dạ. Được. Nói, không cha mất kẹt, cha còn ở nhà. Cha còn nhà. Bây giờ lát nữa mấy ông cháu mình tạo cho một cái bất ngờ luôn, là lát nữa ông ngồi trên xe con Đạt đi xuống trước nha, ông Tư với ông Ba ngồi trên xe nha. Rồi, đồng ý. Rồi, để cho anh Hưng mở cửa nha. Chị Hường cũng mới vừa gọi con nè. Không biết là chị gọi có gì nữa. Khoảng còn một tiếng nữa là mình tới nhà. Phải không? Chị Hường, ông Tư im lặng theo tôi. Đi này đi đường tắt chứ đi đường kia là tới đâu chú biết chưa kìa. Yeah. Alo, alo. Thôi, em đừng có nói với Hưng là có cha chị xuống nha. Ủa sao chị biết cả? Chị mà chị biết mà hay á, nhưng mà đừng nói. Ủa sao chị biết hay trời? Nhưng mà em đừng nói nha. Dạ em đâu nói đâu, tí xíu nữa em tính để cho ông Tư ở trên xe luôn. Rồi để cho anh Hưng anh mở cửa anh coi em nói có bạn anh xuống thôi à. Thì đó đó, để vậy bất ngờ nghe đừng nói ai nha. Dạ. Chị biết thôi đó. À bại lộ rồi, kế hoạch bị bại lộ rồi. 500m nữa tại vòng xí tiếp tục đi thẳng đường vào quảng trường phục nghiệp. Vậy hả? Ừ. Có giờ có lừa ai đâu, lừa không quen bị bại lộ không Tư ơi. Bởi vậy chị em mình không có quen nói dối. Dạ, hôm nói vậy chứ hôm qua là em đi xuống quay sư cô. Thì em ghé ngang ông Tư chơi. Tính hỏi coi ông Tư sao, thì ông Tư đang ngồi với lại ông Ba. Thì hỏi là ông Tư là ngày mai ông muốn đi xuống Cà Mau không? Ông Tư nói đi, giờ đi luôn, tạo bất ngờ cho con. Nên là nữ ra là tụi em mới giấu á. Dạ, ông Tư ông đem theo, ông nói đem theo có một bộ đồ màu bà. Thôi cầm đi xuống đi, chị lo được. Dạ. Hồi nãy nhỏ mà. Nãy anh Hưng anh điện cho ông Tư. Ông Tư ông nói ông đâu có xuống đâu, ông còn ở nhà mà. Mà ông Tư cũng là quá mặt ai được, cái dễ gì quá mặt chị đi. Mà ông Tư làm cho em cũng bất ngờ ghê trời. Rồi vậy đi ha chị ha. Khoảng 50 cây số nữa, không tới 50 cây nữa thì tới Đầm Dơi. Ở tới Tắc Văn. Dạ tới thành phố Cà Mau á. Em đi đường ngoài đúng không? Em đi đường Phụng Hiệp á chị. Dạ. Anh quen Tư nè. Ông Tư cái cảm giác sao rồi?
thấy con nó sau nó hay được trước nó mừng được vậy thì cũng cũng vui. Dạ. Ít bất ngờ cho con nó giật mình chơi mà vậy nó biết trước rồi thì cũng tốt chứ không có gì đâu. Chắc là tại vì con nói với chị Hường là có bạn là gan yếu lắm, ăn món cứng không được á. Sao ra vậy thôi, cảm ơn mới biết. Cũng vui ha. Dạ. Dạ. Thôi có gì nó bất ngờ thì nó sẽ hay hơn là cái sự sắp đặt sẵn. Bởi vậy. Dạ. Mà giờ nó biết rồi là dưới nó chuẩn bị rồi. Chuẩn bị rồi đó. Nhưng mà anh Hưng anh chưa biết. Ừ. Dạ. Còn 40 cây số nữa tới thành phố Cà Mau. Đường về Cà Mau sao xa quá không ba? Cảm nhận của ông là lần đầu tiên đi Cà Mau thì ông thấy như thế nào? Tôi hả ông Tư? Ông ba hả? Thấy quá vui với lộn rồi hai bên bên đường đó. Dạ. Nhà cửa thấy cũng khang trang. Dạ. Đi xuống đây cũng mấy chục năm mới đi đường này thì lần đầu tiên thấy cũng vui. 67 tuổi không ba? Ừ 67 rồi. 67 mà nói lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên mới đi Cà Mau. Vâng đúng đó. Ông cũng hoàng từ Hậu Giang về Cà Mau cũng đâu xa đâu. Đi cũng đi cái đoạn đường mới dài đó, mình đi cho biết đó đây đó. Dạ. Rồi cũng vui. Dạ. Hôm ông nghe nói được đi em từ xuống Cà Mau chơi ngủ không được luôn. Ngủ không được luôn. Trời ơi. Trong đêm tới sáng lần đi chơi nè. Dạ. Thôi thì đi ông Tư nói sao bạn nhờ có anh kết nghĩa mới đi Cà Mau được hả? Anh em cùng đi vậy quá vui rồi. Có bạn già hữu hỷ nhau. Với cho anh thứ hai nữa là cho Cẩm Hường xuống đột chức bất ngờ định cho Cẩm Hường hay đó. Cũng cũng Cẩm Hường hay trận. Đang nói là tiền bằng tập như kim bằng cộng lạc hả? Nghĩa để huynh bất kiến lâm nguy. Rồi bây giờ còn khoảng gần 40 cây số nữa thì tới. Rồi bây giờ cô bác quý anh chị đợi tới nhà chị Công Hương như thế nào ha? Rồi dạ.